Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này Khánh Nhỉ, địa giới và tánh của địa giới là không. Vì sao? Vì tánh không của địa giới cùng với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, vô sanh của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, vô sở đắc của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này Khánh Hỷ, thủy hỏa phong không thức giới và tánh của thủy hỏa phong không thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thủy hỏa phong không thức giới cùng với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ kia không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của địa giới vân vân làm phương tiện, vô sanh của địa giới vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Này Khánh Hỷ, địa giới và tánh của địa giới là không. Vì sao? Vì tánh không của địa giới cùng với thánh đế khổ tập diệt đạo kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, vô sanh của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, vô sở đắc của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Này Khánh Hỷ, thủy hỏa phong không thức giới và tánh của thủy hỏa phong không thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thủy hỏa phong không thức giới cùng với thánh đế khổ tập diệt đạo kia không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của địa giới vân vân làm phương tiện, vô sanh của địa giới vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này Khánh Hỷ, địa giới và tánh của địa giới là không. Vì sao? Vì tánh không của địa giới cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, vô sanh của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, vô sở đắc của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này Khánh Nghỉ, thủy hỏa phong không thức giới và tánh của thủy hỏa phong không thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thủy hỏa phong không thức giới cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của địa giới vân vân làm phương tiện, vô sanh của địa giới vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ. Này Khánh Hỷ, địa giới và tánh của địa giới là không. Vì sao? Vì tánh không của địa giới cùng với 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, vô sanh của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, vô sở đắc của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ. Này Khánh Hỷ, thủy hỏa phong không thức giới và tánh của thủy hỏa phong không thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thủy hỏa phong không thức giới cùng với 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ, không hai, không hai phần.
Này khánh nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của địa giới vân vân làm phương tiện, vô sanh của địa giới vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thấm xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Này khánh hỷ, địa giới và tánh của địa giới là không. Vì sao? Vì tánh không của địa giới cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, vô sanh của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, vô sở đắc của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Này khánh hỷ, thủy hỏa phong không thức giới và tánh của thủy hỏa phong không thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thủy hỏa phong không thức giới cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, không hai, không hai phần. Này khánh nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của địa giới vân vân làm phương tiện, vô sanh của địa giới vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Này khánh hỷ, địa giới và tánh của địa giới là không. Vì sao? Vì tánh không của địa giới cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, vô sanh của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, vô sở đắc của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Này khánh hỷ, thủy hỏa phong không thức giới và tánh của thủy hỏa phong không thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thủy hỏa phong không thức giới cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện, không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của địa giới vân vân làm phương tiện, vô sanh của địa giới vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này khánh hỷ, địa giới và tánh của địa giới là không. Vì sao? Vì tánh không của địa giới cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, vô sanh của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, vô sở đắc của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này khánh hỷ, thủy hỏa phong không thức giới và tánh của thủy hỏa phong không thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thủy hỏa phong không thức giới cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông, không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của địa giới vân vân làm phương tiện, vô sanh của địa giới vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này khánh hỷ, địa giới và tánh của địa giới là không. Vì sao? Vì tánh không của địa giới cùng với 10 lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, vô sanh của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, vô sở đắc của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này Khánh Hỷ, thủy hỏa phong không thức giới và tánh của thủy hỏa phong không thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thủy hỏa phong không thức giới, cùng với 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của địa giới vân vân làm phương tiện, vô sanh của địa giới vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này Khánh Hỷ, địa giới và tánh của địa giới là không. Vì sao? Vì tánh không của địa giới cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, vô sanh của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, vô sở đắc của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này Khánh Hỷ, thủy hỏa phong không thức giới và tánh của thủy hỏa phong không thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thủy hỏa phong không thức giới cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của địa giới vân vân làm phương tiện, vô sanh của địa giới vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này Khánh Hỷ, địa giới và tánh của địa giới là không. Vì sao? Vì tánh không của địa giới cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, vô sanh của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, vô sở đắc của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này Khánh Hỷ, thủy hỏa phong không thức giới và tánh của thủy hỏa phong không thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thủy hỏa phong không thức giới cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của địa giới vân vân làm phương tiện, vô sanh của địa giới vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Này Khánh Hỷ, địa giới và tánh của địa giới là không. Vì sao? Vì tánh không của địa giới cùng với tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, vô sanh của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, vô sở đắc của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Này Khánh Hỷ, thủy hỏa phong không thức giới và tánh của thủy hỏa phong không thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thủy hỏa phong không thức giới cùng với tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của địa giới vân vân làm phương tiện, vô sanh của địa giới vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát.
Này Khánh nhỉ, địa giới và tánh của địa giới là không. Vì sao? Vì tánh không của địa giới cùng với hạnh đại Bồ Tát không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, vô sanh của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, vô sở đắc của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập hạnh đại Bồ Tát? Này Khánh hỷ, thủy hỏa phong không thức giới và tánh của thủy hỏa phong không thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thủy hỏa phong không thức giới cùng với hạnh đại Bồ Tát không hai, không hai phần. Này Khánh nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của địa giới vân vân làm phương tiện, vô sanh của địa giới vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập hạnh đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập quả vị giác ngộ cao tột? Này Khánh hỷ, địa giới và tánh của địa giới là không. Vì sao? Vì tánh không của địa giới cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, vô sanh của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, vô sở đắc của thủy hỏa phong không thức giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập quả vị giác ngộ cao tột? Này Khánh hỷ, thủy hỏa phong không thức giới và tánh của thủy hỏa phong không thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thủy hỏa phong không thức giới cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần. Này Khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của địa giới vân vân làm phương tiện, vô sanh của địa giới vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa? Này Khánh hỷ, vô minh và tánh của vô minh là không. Vì sao? Vì tánh không của vô minh cùng với bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não làm phương tiện, vô sanh của hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não làm phương tiện, vô sở đắc của hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa? Này Khánh hỷ, hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, và tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là không. Vì sao? Vì tánh không của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não cùng với bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa kia không hai, không hai phần. Này Khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của vô minh vân vân làm phương tiện, vô sanh của vô minh vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này Khánh hỷ, vô minh và tánh của vô minh là không. Vì sao? Vì tánh không của vô minh cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não làm phương tiện, vô sanh của hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não làm phương tiện, vô sở đắc của hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não làm phương tiện,
hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này khánh hỷ, hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, và tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là không. Vì sao? Vì tánh không của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não, cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh, không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của vô minh vân vân làm phương tiện, vô sanh của vô minh vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, cho đến pháp không không tánh tự tánh. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này khánh nhỉ, vô minh và tánh của vô minh là không. Vì sao? Vì tánh không của vô minh cùng với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não làm phương tiện, vô sanh của hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não làm phương tiện, vô sở đắc của hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này khánh hỷ, hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, và tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là không. Vì sao? Vì tánh không của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não, cùng với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, không hai, không hai phần. Này khánh nhỉ, do đó nên nói là đấy vô nhị của vô minh vân vân làm phương tiện, vô sanh của vô minh vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Này khánh hỷ, vô minh và tánh của vô minh là không. Vì sao? Vì tánh không của vô minh cùng với thánh đế khổ tập diệt đạo kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não làm phương tiện, vô sanh của hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não làm phương tiện, vô sở đắc của hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Này khánh hỷ, hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, và tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là không. Vì sao? Vì tánh không của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não, cùng với thánh đế khổ tập diệt đạo kia không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của vô minh vân vân làm phương tiện, vô sanh của vô minh vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này khánh hỷ, vô minh và tánh của vô minh là không. Vì sao? Vì tánh không của vô minh cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc kia không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não làm phương tiện, vô sanh của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não làm phương tiện, vô sở đắc của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này khánh hỷ, hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, và tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là không. Vì sao? Vì tánh không của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không hai, không hai phần. Này khánh nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của vô minh vân vân làm phương tiện, vô sanh của vô minh vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh vân vân làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ. Này khánh hỷ, vô minh và tánh của vô minh là không. Vì sao? Vì tánh không của vô minh cùng với 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não làm phương tiện, vô sanh của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não làm phương tiện, vô sở đắc của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ. Này khánh hỷ, hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, và tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là không. Vì sao? Vì tánh không của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não cùng với 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ kia không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của vô minh vân vân làm phương tiện, vô sanh của vô minh vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh vân vân làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo. Này khánh hỷ, vô minh và tánh của vô minh là không. Vì sao? Vì tánh không của vô minh cùng với 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não làm phương tiện, vô sanh của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não làm phương tiện, vô sở đắc của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo. Này khánh hỷ, hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, và tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là không. Vì sao? Vì tánh không của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não cùng với 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của vô minh vân vân làm phương tiện, vô sanh của vô minh vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh vân vân làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, vô sanh của vô minh làm phương tiện,
vô sở đắc của vô minh làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Này Khánh Hỷ, vô minh và tánh của vô minh là không. Vì sao? Vì tánh không của vô minh cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não làm phương tiện? Vô sanh của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não làm phương tiện. Vô sở đắc của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Này Khánh Hỷ, hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, và tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là không. Vì sao? Vì tánh không của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện, không hai, không hai phần. Này Khánh Nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của vô minh vân vân làm phương tiện, vô sanh của vô minh vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này Khánh Hỷ, vô minh và tánh của vô minh là không. Vì sao? Vì tánh không của vô minh cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não làm phương tiện? Vô sanh của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não làm phương tiện. Vô sở đắc của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này Khánh Hỷ, hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, và tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là không. Vì sao? Vì tánh không của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông, không hai, không hai phần. Này Khánh Nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của vô minh vân vân làm phương tiện, vô sanh của vô minh vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này Khánh Hỷ, vô minh và tánh của vô minh là không. Vì sao? Vì tánh không của vô minh cùng với 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não làm phương tiện? Vô sanh của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não làm phương tiện. Vô sở đắc của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này Khánh Hỷ, hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, và tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là không. Vì sao? Vì tánh không của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não cùng với 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, không hai, không hai phần.
Này khánh nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của vô minh vân vân làm phương tiện, vô sanh của vô minh vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả? Này khánh hỷ, vô minh và tánh của vô minh là không. Vì sao? Vì tánh không của vô minh cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của hành, thức, danh, sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, sầu, than, khổ, yêu, não làm phương tiện? Vô sanh của hành, thức, danh, sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, sầu, than, khổ, yêu, não làm phương tiện. Vô sở đắc của hành, thức, danh, sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, sầu, than, khổ, yêu, não làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này khánh hỷ, hành, thức, danh, sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, sầu, than, khổ, yêu, não và tánh của hành cho đến lão, tử, sầu, than, khổ, yêu, não là không. Vì sao? Vì tánh không của hành cho đến lão, tử, sầu, than, khổ, yêu, não cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của vô minh vân vân làm phương tiện, vô sanh của vô minh vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng? Này khánh hỷ, vô minh và tánh của vô minh là không. Vì sao? Vì tánh không của vô minh cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của hành, thức, danh, sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, sầu, than, khổ, yêu, não làm phương tiện? Vô sanh của hành, thức, danh, sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, sầu, than, khổ, yêu, não làm phương tiện. Vô sở đắc của hành, thức, danh, sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, sầu, than, khổ, yêu, não làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này khánh hỷ, hành, thức, danh, sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, sầu, than, khổ, yêu, não và tánh của hành cho đến lão, tử, sầu, than, khổ, yêu, não là không. Vì sao? Vì tánh không của hành cho đến lão, tử, sầu, than, khổ, yêu, não cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của vô minh vân vân làm phương tiện, vô sanh của vô minh vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Điện? Này khánh hỷ, vô minh và tánh của vô minh là không. Vì sao? Vì tánh không của vô minh cùng với tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của hành, thức, danh, sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, sầu, than, khổ, yêu, não làm phương tiện? Vô sanh của hành, thức, danh, sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, sầu, than, khổ, yêu, não làm phương tiện? Vô sở đắc của hành, thức, danh, sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, sầu, than, khổ, yêu, não làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Này khánh hỷ, hành, thức, danh, sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, sầu, than, khổ, yêu, não và tánh của hành cho đến lão, tử, sầu, than, khổ, yêu, não là không. Vì sao? Vì tánh không của hành cho đến lão, tử, sầu, than, khổ, yêu, não cùng với tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa không hai, không hai phần.
Này khánh nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của vô minh vân vân làm phương tiện, vô sanh của vô minh vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh vân vân làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn tam ma địa. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát? Này khánh hỷ, vô minh và tánh của vô minh là không. Vì sao? Vì tánh không của vô minh cùng với hạnh đại Bồ Tát kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não làm phương tiện, vô sanh của hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não làm phương tiện, vô sở đắc của hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát? Này khánh hỷ, hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, và tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là không. Vì sao? Vì tánh không của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não cùng với hạnh đại Bồ Tát kia không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của vô minh vân vân làm phương tiện, vô sanh của vô minh vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột? Này khánh hỷ, vô minh và tánh của vô minh là không. Vì sao? Vì tánh không của vô minh cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não làm phương tiện, vô sanh của hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não làm phương tiện, vô sở đắc của hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột? Này khánh hỷ, hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, và tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là không. Vì sao? Vì tánh không của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của vô minh vân vân làm phương tiện, vô sanh của vô minh vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của pháp không nội làm phương tiện, vô sanh của pháp không nội làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không nội làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa? Này khánh hỷ, pháp không nội và tánh của pháp không nội là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp không nội cùng với bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sanh của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp,
Pháp không chẳng thể nắm bắt được. Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Này khánh hỷ, Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt ráo, Pháp không không biên giới, Pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh, và tánh của Pháp không ngoại cho đến Pháp không không tánh tự tánh là không. Vì sao? Vì tánh không của Pháp không ngoại cho đến Pháp không không tánh tự tánh, cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa kia, không hai, không hai phần. Này khánh nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của Pháp không nội vân vân làm phương tiện, vô sanh của Pháp không nội vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của Pháp không nội vân vân làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của Pháp không nội làm phương tiện, vô sanh của Pháp không nội làm phương tiện, vô sở đắc của Pháp không nội làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Pháp không nội, Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt ráo, Pháp không không biên giới, Pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh. Này khánh hỷ, Pháp không nội và tánh của Pháp không nội là không. Vì sao? Vì tánh không của Pháp không nội cùng với Pháp không nội cho đến Pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt ráo, Pháp không không biên giới, Pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sanh của Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt ráo, Pháp không không biên giới, Pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sở đắc của Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt ráo, Pháp không không biên giới, Pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Pháp không nội, Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt ráo, Pháp không không biên giới, Pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh. Này khánh hỷ, Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt ráo, Pháp không không biên giới, Pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh, và tánh của Pháp không ngoại cho đến Pháp không không tánh tự tánh là không. Vì sao? Vì tánh không của Pháp không ngoại cho đến Pháp không không tánh tự tánh, cùng với Pháp không nội cho đến Pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của Pháp không nội vân vân làm phương tiện, vô sanh của Pháp không nội vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của Pháp không nội vân vân làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Pháp không nội cho đến Pháp không không tánh tự tánh. Hết quyển thứ 117.